Nhận thấy nhu cầu thực phẩm sạch của người tiêu dùng ngày càng tăng lên, anh Lưu Danh Thắng và một số bạn bè đã quyết định thành lập chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Ánh Dương Food. Từ cửa hàng đầu tiên tại số 4 ngõ 139 đường Mỹ Đình, Hà Nội, Ánh Dương Food chuyên kinh doanh thịt bò Mỹ, cá hồi Na Uy, hải sản và thực phẩm đông lạnh, với hơn 100 mặt hàng nhập khẩu trực tiếp từ nhiều nước trên thế giới. Xin chào tất cả các bạn. Cửa hàng mình là cửa hàng thực phẩm sạch nhập khẩu cao cấp Ánh Dương Food với địa chỉ là số 4 trên 139 đường Mỹ Đình. Cửa hàng Ánh Dương Food là chuyên về hàng thực phẩm sạch nhập khẩu. Những nguồn hàng như thịt bò Mỹ, cá hồi La Uy đều nhập khẩu từ nước ngoài có nguồn xuất xứ rõ ràng. Và anh kỳ vọng là cửa hàng anh sẽ đáp ứng được nhu cầu thực phẩm sạch của toàn bộ người dân quanh khu vực này. Và cái phương hướng của anh cũng cố gắng phát triển để thành chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch với những vùng miền ở xa, những vùng ven ở Hà Nội như các thị trấn để người dân có thể sử dụng hàng thừa sạch nhập khẩu, tiếp cận được những mặt hàng như thế này. Với nhiều năm kinh nghiệm trong kinh doanh thực phẩm nhập khẩu, anh Thắng rất chú trọng trong việc chọn lựa nhà cung cấp, đặt tiêu chí uy tín, chất lượng, kiểm định nghiêm ngặt lên hàng đầu nhằm mang những sản phẩm chất lượng nhất đến tay người tiêu dùng. Tiêu chí của anh khi chọn nhà cung cấp thực phẩm cho cửa hàng mình ý, đầu tiên là phải có những nhà nhập khẩu trực tiếp và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì anh cũng làm trong mảng thực phẩm này rồi, thì anh cũng hiểu rất rõ về cái ngành này. Nên khi lựa chọn nhà cung cấp thì anh cũng có một chút lợi thế là anh lựa chọn được những nhà cung cấp đảm bảo những yếu tố trên. Ánh Dương Food chính thức khai trương vào ngày 30 tháng 11 năm 2020 với chương trình ưu đãi giảm 15% toàn bộ mặt hàng. Ngay từ ngày đầu tiên mở bán, cửa hàng đã đón hàng chục lượt khách hàng tấp nập tới mua hàng. Trong đó mặt hàng cá hồi nguyên con, cắt khúc tại quầy được khách hàng cực kỳ ưa chuộng. Sau khi được em trai giới thiệu, anh Thắng đã tin tưởng sử dụng phần mềm quản lý bán hàng và bộ thiết bị SapoPos. Phần mềm quản lý bán hàng này thì anh được em trai giới thiệu, em trai cũng một chuỗi cửa hàng do má mắt. Thì giới thiệu cho anh biết đến phần mềm Sapo này. Thì anh mới dùng thử, anh cảm thấy rất là tuyệt vời. Tại vì cứ anh quản lý mọi thứ cửa hàng là dễ hơn. Tính năng sử dụng thì tính năng đầu tiên là tính năng bán hàng, tính năng quản lý hàng tồn kho và rất nhiều tính năng rất là ok. Bên Sapo thì đội ngũ nhân viên hỗ trợ rất là nhiệt tình, mình rất cảm ơn các bạn rất nhiều. Ánh Dương Food tại Mỹ Đình, Hà Nội là cửa hàng đầu tiên trong chuỗi thực phẩm sạch do anh Thắng và những người bạn cùng vận hành. Xin chúc cho những dự định của anh Thắng sớm trở thành hiện thực. Hệ thống Ánh Dương Food sẽ ngày càng phát triển trong tương lai. Hãy truy cập sapo.vn và dùng thử miễn phí SapoPos ngay nhé!